Cái hàng này là của bạn Johnny đã trên Shopee của mình nha mọi người. Có đặt một cái sticker thỏ Mulan nè, hơi dây dài nha. Một cái tờ sticker em bé và hai cục oxy trong suốt nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ gói đơn của bạn vào nha. Là extra mình kèm với đơn hàng của bạn nha. Ok, và đơn hàng của bạn đã xong nha. Ok, tiếp theo là đơn hàng của bạn T là Trang lên ở trên Shopee của mình nha. Có đặt một cái sticker thỏ Mulan nè, một set nốt 100 tờ. Cái sticker dây dài nha mọi người. Cái màu này rất là xinh luôn á. Mẫu này mình về được rất là ít nhưng mà rất là xinh nha. Một cục oxy dễ thương. Một cục oxy trong suốt và một cục oxy băng keo nha mọi người. Màu rất là đẹp luôn á. Tiếp theo là 10 cái túi bóng kính size 6x10 nha. Một cái sticker chiết. Ok, và đây là tổng quát đơn hàng của bạn nha. Bây giờ mình sẽ gói vô nha. Nên là mình sẽ gói vô để cho đơn hàng không có bị hư nhiều nha. Tại vì cái túi chăm sóc này rất là ok luôn á. Ok. Và không quên kèm cho bạn một cái extra nha của shop mình nhé. Bây giờ mình gói vô nha. Ok, bây giờ mình gói vô nha. Ok, bây giờ mình gói vô nha mọi người. Ok, và đơn hàng bạn đã xong nha. Thế này được một đơn của bạn đặt trên Shopee và người nhận có tên là Phạm Nam nha mọi người. Bạn ấy đây đơn hàng của bạn nha, mình sẽ gói cái nốt hộp sữa của bạn vô nha. Đây là sketch ở bên shop mình. Ok, bây giờ mình gói đơn hàng của bạn vô nha. Đơn hàng của bạn đã xong nha mọi người.